Đây. Mấy em xin tươi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 em á hả? 6, còn 6 em. 16 tọ. Qua đời. Hello, hello mọi người. Dạ. Hôm nay mình phát hiện một ổ có ở bên sau nhà mình. Hôm nay trời rất nắng khô hay nước rồi. Bây giờ có rọc nè, bây giờ phát hiện ra ổ có. Bây giờ anh em mình quyết tâm là bắt hết để về chiên sâu em. Sao nhỏ đó mọi người. Chờ xí, chờ xí. Có gì đựng chưa? Con. Có hả? Nghe đục trọc quá. Ừ, gian đài luôn. Ăn luôn rồi luôn. Hết tốn luôn người. Quá đỡ. Bò công rồi. Nghe ra cái thang, nghe ra cái thang hả? Trời ơi. Đây. Ăn luôn đi. Chứ để cầm được. Bé được 4 con rồi. Mấy bữa hồn được 4 con rồi. Cậu ngơ hôn không? Nó nít tôi hôn ấy. Nhắn bươi một cái nguyên bò có. Con giỏi đâu vậy? Còn con cua. Con cua to ấy. Cái hôn nó còn sao không? Không sao chứ. Nó không có gà đất cá nghe cậu. Rồi bé không? Hả? Có từ đâu có vậy? Xuống bét luôn. Xuống bét luôn. Cầm nhanh nhanh. Con gì á? Cua. Con cua này tí. Xíu mình làm giường chiên mình cho bố ăn. Mày xào con đi nấu canh ăn được. Hết rồi. Nó xào quá. Nấu canh ăn á. Hình như còn hay con nãng. Phát hiện một ổ nước nữa. Đi qua xem thử có không. Từ. Nghe không? Nghe. Bên này có ổ có nữa nè. Ồ. Có rung. Con này. Có hả? Biết. Có, phát hiện ra có rồi. To lắm, tụi kia kìa đó, mái quậy kìa. Nhẹ nhồn. Không, em ở đó đi. Đến theo bác con có to này đó. Đó, u. Chết. Nhiều. Mái quậy đó. Đó. U, có rồ. Đấy. Bây giờ, con lại không này. Không mới sống lại chứ. Ngu bị gõ an mất rồi. Đó. Có rô mọi người. Rô này to này. Cái này không có hon hay có hon là nó sống nhiều hơn nữa đó. Đây, một em rô mì. Quá đã.
bốn em, nam em rô mì rồi. Còn hả? Anh này nó ron rồi đấy sao? Đó, đó, đó. Đó. Vậy đó. Một em nữa mọi người, wow. Chiên xù vậy. Có này chiên ngon không? Có chữ ăn ngon lành rồi đó. Bên đây nhăn, nhăn. Ai nhăn, nhăn. Đây này, coi này, coi này. Coi này, coi. Có sạc. Có sạc mà. Ừ. Rồi bên này có không? Ê, nhăn nhăn. Có sạc. Ừ, hồi có rô nó xuống. Có sạc đi. Đó. Cua, cua, cua. Cua này gì đó. Cầu nhân kìa. Ồ, cái hòn, có hòn. Cái hòn nghỉ lắm nghe. Có không? Có hả? Cái hòn này có bà rụt thổ nè. Ghi 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 ghi. Trời ơi. Để xuống đó đây, để xuống đó thè bác. Đi ra, đi ra. Wow. Con gì đây mọi người? Bữa sữa. Trời ơi. Wow. Khiếp. Cua tiếp đi. Đây. Cua, con cua, con cua. Đây có gấm á. Ừ, nó nhân 8 tầng nữa. Khó luôn. Nó cái con là mọi người to hơn cái ta mình luôn, con ta mình luôn ạ. Ôi trời. Bỏ vô không? Thôi, bỏ vô cày chết có đó. Thôi con này chắc mình không ăn đâu. Thở đi. Thở đó. Gần mưa rồi. Mưa cái nó ở dưới cối kia nó lên đây rồi nó rọc lại cái bét tiếp. Hả? Cổ đồng hả? Đó đó. Hồi xưa trong này nhiều lắm, nó thấy nhiều lắm mà chắc gò nó ăn hết rồi. Có mấy con lùm hông hả? Bát được hay là gì? Có hồng, có hồng. Có rén kinh vậy trời. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, bả. Tốn con rồi. Quá đỡ. Cái này nhanh hơn cao luôn á, bát nhanh hơn cao mà. Giờ không bát cái bữa khô nó cũng cháy. Lát nào mắt. Có này là lát, lát kia là dũa. Thấy chưa? Rồi đi sang cái chỗ khác. Ok. Rồi chào tạm biệt mọi người. Hẹn ở video xem có tiếp theo của hai anh em. Bye bye. Bye bye. Bye bye.